một chiếc nệm bằng tiền. Đây gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhanh nào đồ ngốc, mở ra mau, mỏi tay quá à. Hả? Để anh giúp cho. Thang máy bị hư rồi. Cảm ơn anh, nhận lấy. Anh không cần, anh chỉ thích giúp đỡ thôi. Wow, cô ấy thật xinh đẹp. Hy vọng cô ấy nhận ra chính mình. Mình phải tìm được tri kỷ. Ai thấy ghê vậy trời? Kỳ ghê á. Khoan, lẽ nào là mình? Đây mới chính xác là mình nè. Ủa, có phải anh tìm tôi không? Wow, là em. Chờ một chút. Đây, được rồi, bao nhiêu? Hả? Để tôi đếm đã nha. Không phải, là số của anh. Gọi cho anh nha. Ồ, đời nào đây? Vứt đi. Đây là điện thoại iPhone mới. Em sẽ gọi baby à. Hi Neil, tặng em đóa hoa này. Chúng thơm thật đó. Yeah, hên quá, mình đã xịt nước khử mùi phòng rồi. Cảm ơn anh nha, anh thật đáng yêu mà. Cả anh cũng có mùi hoa nữa, sao có thể ta? Ấy chết, đáng nhẽ không nên xịt người chứ. Đi thôi bông hoa, đi nào. Bán cổ phiếu ngay đi. Eva, muốn đi một vòng không? Dạ muốn. Xe anh đâu? Anh có bán trượt nè. Bám chặt nha. Thú vị quá. Mình đến công viên giải trí chơi nha. Đóng cửa rồi. Được rồi, anh có ý này nè. Bám chặt nha. Đi thôi. Em thấy thích không? Hú hồn, cảm ơn anh. Vui lắm. Ngạc nhiên chưa? Chào mừng đến nhà hàng riêng của anh. Có cả lò nữa nè. Ngon miệng nha. Này, chỗ này của bọn tôi. Hai người làm gì đó? Ủa, mấy người này là sao, Neil? Pizza, ngon miệng nha em yêu. Này, tôi cho hai người ké lửa đó. Lại gần đây. Hẹn hò nên mặc gì đây ta? Áo hoodie. Hả? Nhưng mình cũng cần cả giày nữa. À, thằng bạn. Cảm ơn nha. Mình trả lại ngay mà. Em à, anh có món quà tặng em này. Cho em sao? Một chiếc nhẫn. Mình có cái đẹp hơn. Tặng lại anh nha. Em à, cái này tặng em. Wow, chiếc nhẫn xinh quá à. Cảm ơn anh. Eva, đây. Cái này tặng em nè. Để anh xếp túi cho. Khoan, là rác đó anh. Sao cơ? Ok. Cái này là rác đó hả? Phải rồi. Em ơi, pizza. Cảm ơn. Pizza này nghèo quá. Đợi một chút. Em à. Ồ, giờ nhìn giàu hơn rồi nè. Pizza triệu đô. Thấy sao hả? Em thích lắm. Cảm ơn. Khủng khiếp quá. Em không thể xem được. Sao thế? Cổ phiếu em rớt rồi. Buồn quá đi.
thật bất công mà. Hả? Anh làm cho em chiếc chăn này nè. Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn mà. Cuộc sống sung sướng của em đâu? Thả em ra, Neil. Neil, chỉ là ác mộng mà thôi. Bàn luận dự án quan trọng cần rất nhiều thời gian. Em ơi, được rồi. Em à, hay mình đi dạo đi. Em đang bận, nhưng anh có thể đi với Cún nè. Ok, bọn anh trở về ngay. Được rồi anh bạn, sẵn sàng chưa? Ừ không, mày vừa đi đại tiện lên áo của anh nè. Không cần đi nữa, về nhà thôi. Tính tiền em ơi. Wow, nhiều số không quá vậy. Được rồi, chơi XO không? Chơi chứ, đến em. Đến anh nha. Vẫn là em thắng. Được rồi, để em trả cho. Đây có là nhiêu đâu. Khỏi thối nha. Cà phê của chị đây. Để anh. Ủa? Anh không còn đồng nào. 30 giây thôi. Đây, cầm lấy. Một cú lộn lấy giá 10 đô. Wow, tuyệt lắm anh ơi. Tiền của anh đây nè. Chà, đây là tiền cà phê. Khỏi thối nha. Anh thấy chiếc váy này sao? Lấy nha. Của mình hết 1000 đô ạ. Đây, cầm lấy. Xài lại chiếu cũ. Hả? Được thôi. 1, 2, 3, 100. Đủ rồi. Ơ, đầu của tôi. Cảm ơn tiết mục nha. Lần sau lại đến. Tự nhiên như ở nhà nha. Để em đi đun nước. Wow, nhiều đồ quá à. Bức tranh này sẽ đẹp hơn. Đây, hai ta bên nhau thật đẹp. Trà của anh đây. Ồ, bức tranh mới à. Neil, anh thật lãng mạn. Đợi một chút. Đây, mời em ngồi. Tránh ra. Tự nhiên nha. Anh chuẩn bị bữa tối đặc biệt cho em đó. Cảm ơn anh. Mình không uống soda. Em uống xong rồi nha. Sao cơ? Bộ em không thấy gì ở trong đó hả? Nhẫn á. Trong ly à. Thôi rồi, để em tìm. Ngon, đồ ăn ngon. Ồ, em tìm được rồi nè. Bất ngờ quá à. Em có thích không? Làm vợ anh nha. Neil, em chuyển đến sống cùng với anh. Qua thiệt hả? Không, anh ấy bị sao vậy? Bye, bạn hiền. Vào đi em yêu. Chúng ta sẽ sống vui ở đây nha. Anh thấy cái này sao? Đẹp lắm. Không, em sẽ thử cái khác. Chiếc đầm này thì sao? Màu đỏ hợp với em lắm. Còn bộ này thấy sao hả? Quá đẹp luôn. Ồ, đằng kia có trang sức kìa. Cô ấy đi đâu vậy ta? Đẹp không? Tìm được nhẫn nè.
nào đẹp? Anh sẽ mua hết. Yeah! Các bạn có thích tình yêu này không nào? Nếu có, hãy bình luận xem bạn thích phần nào nhất nha. Và các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký kênh, like video này và ấn vào chuông nha, để không bỏ quên những video hài hước mới tiếp theo từ Woohoo.